Chương trình sân khấu học đường giới thiệu về nghệ thuật hát bội xin được phép bắt đầu. Biểu quý thầy cô cùng tất cả các bạn sinh đang đến với chương trình sân khấu học đường giới thiệu về nghệ thuật hát bội sáng hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến, nhằm góp phần nâng cao văn hóa thực thức cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh đến gần hơn với các thể hình truyền thống dân tộc, đồng thời giới thiệu các giá trị đặc sắc các loại hình nghệ thuật hát bội đến với giới trẻ, đặc biệt là đối tượng học sinh, thì hôm nay nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng trường tiểu học Nữ Huệ tổ chức chương trình sân khấu học đường giới thiệu về nghệ thuật hát bội, qua đó giới thiệu, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của loại hình nghệ thuật hát bội. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức rất vinh dự khi được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý.
Về phía trường tiểu học Mỹ Huệ sẽ được trân trọng giới thiệu cô Lưu Thị Kim Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Anh Nguyễn Văn Hòa, trưởng khoa thể dục thể thao, thẩm mỹ nghệ thuật nhà thiếu nhi huyện Hóc Môn. Kính thưa quý thầy cô cũng như các bạn học sinh thân mến, hôm nay bên cạnh việc chúng ta sẽ được thưởng thức các trích đoạn hát bội tiêu biểu, thì chúng ta sẽ được nhận những phần quà mà nhà hát nghệ thuật hát bội đã dành sẵn cho các bạn qua phần giao lưu trả lời câu hỏi cũng như là thử làm nghệ sĩ. Thì hôm nay cho chị hỏi năng lượng của các bạn được không ạ? Các bạn ơi, rất là lớn luôn nha. Các anh chị lớp 2 ơi, lớp 3 đâu rồi ta? Lớp 3 đâu rồi ta? Quá trời lớn luôn. Các anh chị lớp 4, lớp 5 ơi, trường của chúng ta tên gì nè? Quá trời năng lượng luôn. Các bạn có muốn nhận quà không? Rồi, nếu mà muốn nhận quà thì bây giờ nè, chú ý lắng nghe chị Nguyên sơ lược qua về quá trình hình thành cũng như là phát triển của hát bội nha. Đầu chương trình chúng ta đã được xem qua tiết mục múa mở màn rất đặc trưng và ấn tượng. Đó chính là điệu múa chào mừng Nhật Nguyệt Bát Thiên Dương, có ý nghĩa chúc phúc, chúc lành, cầu cho mọi người, mọi nhà được yên vui, ấm no, hạnh phúc. Người diễn viên nam mặc trang phục màu đỏ, râu dài bạc phơ, tay cầm mặt trời tượng trưng cho tính dương. Người diễn viên nữ tay cầm mặt trăng tượng trưng cho tính âm. Âm dương tương giao biến sinh ra dạng vật. Còn bốn anh kép người mặc giáp, đầu đội kim khôi thì tượng trưng cho bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Bốn cô đào mặc giáp, đầu mang lông trĩ thì tượng trưng cho bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Các bạn ơi, chúng ta tập trung nè để nghe chị Nguyên sơ lượt qua đồng hồi nữa nhận quà nha. Hát bội là loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, được hình thành vào thời nhà Trần cuối thế kỷ 13. Nhớ nha, được hình thành vào thời nhà Trần cuối thế kỷ 13 và phát triển trong cung đình đến thế kỷ 14. Thế kỷ 15, 16 dưới thời nhà Lê, hát bội không còn được xem trọng, vì vậy bị cho ra khỏi cung đình và hát bội bắt đầu xuất hiện trong dân gian. Đến thế kỷ 17, được sự khuyến khích của chúa Nguyễn, hát bội được phục hồi và phát triển ở đèn trong với công lao rất lớn của Đào Duy Từ. Cuối thế kỷ 19, Đào Tấn đã có công phát triển hát bội đến độ hoàn thiện về nghệ thuật trình diễn cũng như ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống của người dân. Càng đi vào phía Nam thì hát bội càng bén rễ trong dân gian. Tả quân Lê Văn Duyệt là người có công rất lớn trong việc giúp hát bội phát triển khi ông làm tổng trấn gia Định Thành. Và trong quá trình phát triển, hát bội ở Nam Bộ trở thành nghi lễ không thể thiếu trong lễ hội Kỳ Yên ở các đình thần, phục vụ đời sống tinh thần của người dân đất phương Nam. Và cho đến ngày hôm nay thì nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang gìn giữ, bảo tồn, phát huy cái giá trị đặc sắc của loại hình nghệ thuật hát bội. Một trong những đặc trưng nổi bật không thể không kể đến của hát bội đó chính là nghệ thuật hóa trang mặt nạ. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, hai bên sân khấu của chúng ta nè, đó, đây là các nhân vật ở trong các tích tuồng rất là kinh điển luôn mà các nghệ sĩ của chúng ta, các nghệ sĩ hát bội đang hóa trang. Thì bây giờ chị Huyền sẽ sơ lược qua nè, các bạn theo dõi ở hai bên luôn nha. Nhân vật hóa trang mặt màu đỏ là nhân vật trung thần, trung can, nghĩa khí, là người tốt. Mấy bạn thấy ở đâu không? Mặt màu đỏ, mặt màu đỏ nha. Nhưng nhân vật này thường hay yểu mạng. Các bạn có biết yểu mạng là gì không? Yểu mạng có nghĩa là chết sớm. Nhớ nha, nhân vật hóa trang mặt màu xanh là nhân vật thông minh, liều lĩnh, dũng cảm, nhưng mà thường hay yểu mạng có nghĩa là chết sớm.
Nhân vật hóa trang mặt màu vàng nhạt là nhân vật có tính cách hiền hòa, từ bi, nhân hậu. Nhân vật hóa trang mặt màu đen nhạt là nhân vật người dân dã, ít ăn học nhưng rất tốt bụng. Nhân vật hóa trang mặt rằn màu đen trắng đan xen, mang râu là nhân vật nóng tính nhưng có sức mạnh hơn người. Và trước khi chúng ta trả lời câu hỏi nhận quà từ ban tổ chức thì chúng ta sẽ đến với trích đoạn Ông già cổng vợ đi xem hội, tác giả và đạo diễn của nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên. Sơ lược nội dung như sau: đây là một tích tuồng đặc sắc kết hợp giữa nghệ thuật hát bội và nghệ thuật múa rối. Người nữ diễn viên mặc phục trang là con rối ông già để thể hiện cùng lúc hai nhân vật ông già và cô gái, kể lại câu chuyện ông già cõng cô vợ trẻ đi xem hội, gặp gã công tử bột chiêu ghẹo cô vợ trẻ. Ông già đã dạy cho gã một bài học nhớ đời. Thành phần diễn viên tham gia như sau: nghệ sĩ ưu tú Linh Hiền trong vai công tử bột, nghệ sĩ Anh Thi trong vai cô gái và ông già, nghệ sĩ Thái Điền, nghệ sĩ Đường Trí Luân trong vai quân hầu. Và ngay bây giờ trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội xin được phép bắt đầu. Dạ, đưa lên cậu ơi.
sáng sớm con cô gái à, đẹp quá. Cô gái à, kìa cô gái nói thấy mắt thà già phấn còn trước nhìn mắt sắc thiên hơn. Ôi ai khéo sinh cha cha hỏi là cha, ai khéo đẻ mẹ ơi là mẹ. Cái gì mà nó ra đâu cũng bay đấy vậy cho cậu đấy cậu này à, cô hai ơi dạ ơi. Em đi xem hội đầu xuân đó hả? Ở này cái cậu kia ơi. Ơi 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 kia cậu. Chúng em đi xem hội đầu xuân. Thế cậu là người không quen, sao lại nhăn lại hỏi? Cái mà cứ cái lạ nè. Rồi sao thì quen? Đúng rồi. Không lạ, không quen gì cả. Đánh ra cho già đi xem hội. Mà ông cứu cái mông của cháu ông vậy. Xin cậu đừng lôi lạ. Tôi với cô em là vợ là chồng. Cái kia là vợ nè, còn kia là chồng cái gì chứ. Nè có hai ai như vậy gì nó ngộ ngộ mình ơi. Nhìn lên cái cậu gì té hoài cậu gì đó cậu nghe buồn mát hay không đi là ông già chạy sống cậu ông già cái mà ông biết ta lại không mà chở chấm xấu với ta thế cậu là ai chứ hả? Ta là con quan tri viện lớn hết cái vùng này bự nhất đó đúng rồi. Tên của ta là cái gì? Công tử cà 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 chua không có chua cà cà phong không có phong cà 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 sớt cà sớt. À, ở này cái cậu công tử cà cà lớp sót đúng cho tên cậu sao em thế cậu bảo cậu là con quan tri huyện lớn nhất cái vùng này đúng rồi thì cậu phải ăn nói cho tử tế đàng hoàng. Thủ bay, thủ bay. Nó là hai thằng.
ơi, dạ. Cậu trở về, cậu bác cha cậu ra rồi. Đi xem hỏi đi xem hội. Các em ơi, các em đã sẵn sàng để nhận quà chưa? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, rất đơn giản, là bạn nào cũng có cơ hội được nhận hết nha. Đầu chương trình chúng ta xem qua tiết mục múa mở màn thì hồi nãy chị Quyên có hỏi, có đọc qua đó, thì bây giờ chị Quyên hỏi lại nha. Bốn anh kép người mặc giáp đầu đội kim khôi thì tượng trưng cho bốn phương nào? Câu hỏi rất đơn giản. Bốn phương nào? Bốn anh kép đầu người mặc giáp đầu đội kim khôi thì tượng trưng cho bốn phương nào? Dạ thưa chị là phương Đông Tây Nam Bắc. Quá chính xác luôn, cho bạn mình một tràng pháo tay có được không ạ? Một câu hỏi đơn giản nữa nha, dành cho bạn nào có chú ý lắng nghe nè. Bốn cô đào mặc giáp, đầu mang lông trĩ thì tượng trưng cho bốn mùa gì? Bốn mùa gì ta? Cô, dạ thưa cô là xuân hạ thu đông. Quá chính xác luôn, cho bạn mình một tràng pháo tay có được không? Tiếp theo nha. Một câu hỏi cũng khá là đơn giản luôn. Hồi nãy là chị Quyên có lặp lại mấy lần luôn á. Nhân vật hóa trang mặc màu đỏ có tính cách gì? Người tốt, quá chính xác. Chị Quyên nhắc lại nha, nhân vật hóa trang mặc màu đỏ là nhân vật trung thần, trung can, nghĩa khí, là người tốt. Cho bạn mình một tràng pháo tay có được không? Bây giờ bạn nào mà trả lời chính xác á, chị Quyên nói chính xác là mấy bạn vỗ tay nha. Tiếp theo, nhân vật hóa trang mặc màu trắng móc có tính cách gì? Mặc màu trắng móc nha. Nhân vật hóa trang mặc màu trinh trắng móc có tính cách gì? Chị Quyên mời một bạn khác nha. Bạn đầu tiên luôn. Dạ thưa thầy là người sáu. Chính xác. Cho bạn mời một chàng pháo tay đi nè. Nhân vật hóa trang mặc màu trắng móc là nhân vật nịnh thần, có tính khí gian xảo, là người xấu. Vậy thì nhân vật hóa trang mặc màu xanh có tính cách gì? Liều mạng là gì nữa? Hồi nãy chị có nhắc đó, liều mạng là gì nữa? Thông minh. Đúng rồi, còn thiếu một cái rất là quan trọng. Chính xác, cho bạn mình một tràng pháo tay đi nè, nhớ hết luôn. Giỏi quá à. Nhân vật hóa trang mặc màu xanh là nhân vật thông minh, liều lĩnh, dũng cảm, nhưng nhân vật này thường hay yểu mạng, có nghĩa là chết sớm. Một câu hỏi khó hơn một tí xíu nè, dành một phần quà dành cho bạn nào trả lời chính xác. Nghệ thuật hát bội được hình thành từ thế kỷ thứ mấy? Hồi nãy chị nhắc lại mấy lần luôn á. Dạ thưa chị là thế kỷ số 16. Không chính xác rồi. Dạ thưa cô là thứ 13. Quá chính xác luôn, cho bạn mình một tràng pháo tay đi nè. Một câu hỏi khá khó hơn, hai phần quà dành cho bạn nào trả lời đúng nè. Những ai đã có công xây dựng và phát triển hát bội? Những ai đã có công xây dựng và phát triển hát bội? Hai phần quà dành cho bạn nào trả lời đúng. Các bạn có thể trả lời một nhân vật cũng được. Chỉ cần đúng một nhân vật thôi là được rồi nè. Những ai đã có công xây dựng và phát triển hát bội? Có bạn nào không ta? Là ai? Là ai? Những ai đã có công xây dựng và phát triển hát bội? Anh mời một bạn khác đi. Chị Quyên thấy bên lớp 5C có một bạn giơ tay rất là cao. Mời bạn đứng lên. 5C bên đây nè.
những ai đã có công xây dựng và phát triển hát bội, các bạn có thể kể một nhân vật cũng được. Dạ là Đào Duy Từ. Đào Duy Từ, còn nhớ ai nữa không? Rồi, cho bạn hai phần quà, quá chính xác luôn. Trong lúc mà chị sơ lược về trích đoạn, sơ lược về quá trình hình thành cũng như phát triển á, thì chị đã đọc ông Đào Duy Từ, ông Đào Tấn và ông Lê Văn Duyệt là những người có công rất lớn trong việc giúp xây dựng cũng như là phát triển hát bội. Rồi bây giờ cho chị Nguyên xin ba bạn nam và ba bạn nữ lên sân khấu đi. Mời bạn. Đúng rồi. Mời bạn nữ. Rồi chị mời bạn nam đang đứng luôn. Bên đây chị mời bạn nữ đầu tiên. Đúng rồi, bạn nữ cục tóc hai chùm. Đây là chúng ta có hai nam hai nữ rồi, chứ chỉ cần một nam một nữ nữa ha. Rồi chị mời bạn nữ lớp 4A. Rồi chị mời bạn nam đang nhảy nhảy đeo mắt kiến luôn. Mời các bạn tiến lên sân khấu. Các bạn lùi về hai bước giùm chị nè. Cho chị hỏi nè, mấy bạn là có coi tivi nè, rồi coi trên phim ảnh rồi đó, là mấy bạn có biết đi ngựa trên tivi đúng không? Có xem rồi đúng không? Có xem phim là có biết đi ngựa đúng không? À không sao, lỡ rồi bốn nam chơi luôn, không sao hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ theo dõi xem là đi ngựa ở trên sân khấu nghệ thuật hát bội giống hay là khác gì với lại đi ngựa ngoài đời là trên phim ảnh nha. Xin mời nghệ sĩ Hà Trí Nhơn ạ. Chúng ta dành cho Hà Trí Nhơn một tràng pháo tay có được không ạ? Rồi, đầu tiên Hà Trí Nhơn sẽ đi ngựa cho các bạn xem. Trước tiên là lên ngựa nè. Các bạn quan sát theo dõi nha, hồi mình làm theo đó. Đúng rồi, nhúng, chân trái nhúng, nhúng, vuốt. Đó chính là động tác lên ngựa. Rồi, đầu tiên chúng ta đi ngựa, đi khoan thai. Mời nghệ sĩ Hà Trí Nhơn đi ngựa. Đây chính là động tác đi ngựa trên sân khấu nghệ thuật hát bội. Nhưng cái này chúng ta chỉ đi chậm rãi, đi từ từ, tại vì không có gì vội vã hết. Chúng ta đi khoan thai thôi. Nhưng mà chị hỏi nè, khi có chuyện gấp thì chúng ta như thế nào? Có chuyện gấp thì phải đi nhanh đúng không? Chính xác, bạn lớp 4A trả lời chính xác nè. Mời nghệ sĩ Hà Trí Nhơn đi nhanh. Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Hà Trí Nhơn có được không ạ? Đây chính là động tác đi nhanh trong nghệ thuật hát bội. Xuống ngựa nè. Rồi cho chị hỏi tiếp nè, mấy bạn ở đây là có đi đầm sen, suối tiên gì đó, có đạp dịch chưa ta? Chưa được đạp dịch luôn hả? Nhưng mà mấy bạn có biết bơi xuồng không? Biết hả? Rồi có xem trên phim rồi cũng biết bơi xuồng đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem đi xuồng, chèo xuồng, chèo thuyền ở trên sân khấu nghệ thuật hát bội khác hay là giống gì với lại ở ngoài đời của chúng ta nè, với lại trên phim ảnh nha. Xin mời nghệ sĩ Hà Trí Nhơn bước lên thuyền, lên xuồng. Cũng giống như lúc nãy thôi, đầu tiên chúng ta chèo chậm rãi, chèo từ từ thôi, không có gì phải vội vã hết. Chúng ta đi ngắm cảnh thôi. Đó, chúng ta chèo từ từ chậm rãi thôi. Nhưng mà khi có chuyện gấp nè, rồi khi có cái việc gì đó phải nhanh chóng thì phải làm sao nè? Phải đi nhanh, chính xác luôn. Mời nghệ sĩ Hà Trí Nhơn chèo nhanh ạ. Rồi chúng ta sẽ xuống thuyền. Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Hà Trí Nhơn có được không ạ? Rồi bây giờ chị xin mời một bạn nam xung phong lên đi ngựa nè. Đâu cho chị thấy tinh thần xung phong lúc nãy của các bạn đi. Hồi nãy ai cũng em chị. Rồi bây giờ cho chị một bạn đi. Rồi mời bạn xung phong, mời bạn lên đi ngựa nè. Có nghệ sĩ Hà Trí Nhân hướng dẫn bạn. Đầu tiên á là cầm tay phải cao lên, đúng rồi. Rồi nhúng chân trái bước lên, chân trái dở lên, nhúng. Khi mà chị nói 1 2 3 là bạn chạy một vòng sân khấu nha, nhưng mà nhớ nè, chạy từ từ thôi, chạy cẩn thận nhớ nha. Rồi 1 2 3 chạy một vòng sân khấu luôn cho chị, chạy
chạy thêm vòng nữa luôn, chạy thêm một vòng nữa, chạy thêm vòng nữa. Đúng rồi, cho bạn mình một tràng pháo tay có được không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Trời ơi, hồn các bạn cẩn thận nha, tại vì sân khấu chúng ta hơi ướt nên là cẩn thận một xíu. Cho chị mời một bạn nữ đi, một bạn nữ xung phong đi ngựa, mời bạn. Mời bạn tiến lên phía trước, tay phải cầm cao lên nè, đúng rồi. Chân trái dở lên, nhún nhún. Rồi, chị đếm 1, 2, 3 là cưng sẽ chạy hai vòng sân khấu luôn nha. Chạy hai vòng sân khấu luôn. 1, 2, 3. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy một vòng nữa, chạy một vòng nữa. Chạy nhanh lên, có chuyện gấp rồi, trễ học rồi. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều, cho bạn mình một tràng pháo tay có được không ạ? Một bạn nam nữa đi. Một bạn nam nữa. Rồi, mời bạn nam đeo mắt kính đi. Chị thấy cổ vũ cho bạn nam này rất là nhiều luôn nha. Mình chạy một vòng sân khấu nha. Một, hai. Rồi, một vòng nữa giùm chị luôn. Một vòng nữa, đúng rồi. Cho bạn mình một tràng pháo tay có được không ạ? Cảm ơn bạn nam rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta tới đi thuyền đi. Đi thuyền đi nghệ sĩ Hà Trí Nhân. Cho chị mời một bạn nam đi. Rồi cho chị mời bạn nam này. Khi mà chị đếm 1, 2, 3 là bạn sẽ trèo một vòng sân khấu luôn nha. Rồi chị đếm 1, 2, 3 chạy vào vòng sân khấu nè. 1, 2, 3. Ôi chèo cũng chính xác lắm chứ bộ. Cho bạn mình một chàng pháo tay có được không ạ? Rồi cảm ơn bạn. Mời hai bạn đi. Hai bạn, một bạn nam, một bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi mời bạn nữ đứng kế bên luôn. Mời bạn. Rồi khi chị đếm 1, 2, 3 cái là hai bạn sẽ trèo một vòng sân khấu về vị trí của mình nha. Ai ăn bánh trái trộn không? 1, 2, 3. Ai ăn bánh trái trộn không? Ai hộp bánh lộn? Rồi trèo về vị trí thôi, bạn nữ trèo về trước rồi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Rồi tới bạn nữ còn lại nha. Bạn nữ này là phải vừa chèo vừa rao nha. Hồi nãy bạn nam kia rao rồi đó. Chị đếm 1, 2, 3 là chèo một vòng sân khấu nha. 1, 2, 3. Em chèo xưa nước bánh lọt. Chèo lẹ về vị trí nè. Một tràng pháo tay cho bạn mình có được không ạ? Rồi mời các bạn tiến lên để nhận quà của nhà hát nghệ thuật Hát Bội thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời các bạn tiến lên 3 bước. Đúng rồi. Quá trời rồi, kêu có 3 bước thôi mà bước tới 10 bước. Rồi, trời. Rồi chị cảm ơn, đứng đây. Một tràng pháo tay cho các bạn có được không ạ? Rồi, chị cảm ơn nè, mời các bạn về vị trí. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hà Trí Nhân ạ. Vừa để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với trích đoạn Trần Quốc Toản ra quân, tác giả nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Xuân Quang. Sơ lược trích đoạn như sau: khi giặc Nguyên Mông lần thứ 2 xâm lược Đại Việt, dù tôi nhà Trần mở hội nghị bàn kế chống giặc, Quốc Toản, một vương hầu trong hoàng tộc nhà Trần, vì còn nhỏ tuổi nên không được phép tham dự. Biết Quốc Toản không vui nên vua ban cho Quốc Toản một quả cam để khen thưởng và an ủi. Sôi sục trong lòng, Quốc
Toản quyết tâm đánh giặc theo cách của riêng mình. Quốc Toản tập hợp gia binh, sắm sửa vũ khí và ngày đêm luyện tập để chờ ngày ra trận. Trong những cuộc chạm trán với quân Nguyên, Trần Quốc Toản là một trong những tướng lĩnh anh dũng nhất của quân đội nhà Trần. Thành phần diễn viên tham gia như sau: nghệ sĩ ưu tú Linh Phước trong vai Lão Nô, nghệ sĩ Hoàng Tuấn trong vai Trần Quốc Toản, nghệ sĩ Đông Hồ trong vai tướng Toa Đô, nghệ sĩ Hoàng Hà trong vai Chiêu Thành Dương, nghệ sĩ Nhã Thanh trong vai mẹ Quốc Toản, cùng tập thể nam nữ nghệ sĩ trẻ của nhà hát nghệ thuật Hát Bội đồng tham gia biểu diễn. Và ngay bây giờ, trích đoạn Trần Quốc Toản ra quân xin được phép bắt đầu.
Hay, hay lắm. Mẹ sẽ cho con đi đánh giặc. Dạ, con đợi ơn mẹ. Trần Lão Thúc tướng kiếm lệnh. Đây là thanh kiếm gia truyền của dòng họ ta để lại. Quốc toàn con. Dạ, mẹ sẽ trao cho con để giúp vua giết giặc. Dạ. Dạ, con đợi đó mẹ. Dạ, dạ. Đúng quanh liệt. Mẹ vừa châm lửa kiếm nhất truyền con được ra tay. Dạ, con lại mẹ. Con ra đi phép này thề sống chết với nhà. Ngày chiến thắng không xa đâu. Chờ con trẻ muôn vào nó báo hiếu. Kìa, Trần Lão Thúc. Trần Lão Thúc, nay được ngài hoài đạo, ta thiết lễ đăng đàn, truyền lập đàn tế cáo ngũ phương, cho tướng sĩ tuyên thề sát thác. Được, để cho lão. Này các cháu học sinh ơi, nay lão nhờ các cháu một việc nha. Khi nào mà các cháu nghe lão nói tới câu hỡi các anh em nghĩa sĩ thì các cháu hãy dạ lớn lên như mong được không? Giỏi lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Hỡi các anh em nghĩa sĩ, đài cao trước mặt quân hội bốn bên, trước khi làm lễ xuất quân, hãy cùng nhau tuyên thệ. Truyền tướng đại kỳ. Thank you.
Xin được cảm ơn các nghệ sĩ trong chiến đội Trần Quốc Toản, Giao Quân. Xin mời các nghệ sĩ nén lại sân khấu. Trân trọng kính mời cô Lưu Thị Kim Sơn, anh Nguyễn Văn Hòa, Lân Châu Hoa và thư cảm ơn cho nhà hát kỹ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Linh Huyền lên nhận hoa và thư cảm ơn. Cô Lưu Thị Kim Sơn, anh Nguyễn Văn Hòa, Lân Châu Hoa và thư cảm ơn cho nhà trường cho nhà hát kỹ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu nhà trường, sự thật là Linh Hiền xin đại diện cho nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh rất cảm ơn ban giám hiệu nhà trường cùng Nguyễn Thị Thô đã giúp cho nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh cũng như trung tâm văn hóa thiếu nhi Hóc Môn để thực hiện được chương trình này nhằm mục đích là đem giới thiệu nghệ thuật truyền thống hát bội đến các em. Cho Linh Hiền hỏi các em một câu nè, các em ơi, các em xem hát bội có hay không ạ? Một tràng pháo tay cho các cô chú đi. Đó là một cái niềm hân hạnh đích chức của nhà hát kỹ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thầy cô và tất cả toàn thể quý thầy cũng như các em học sinh đã có hưởng ứng với chương trình sáng hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và chúng ta cũng sẽ gặp lại với một chương trình sân khấu học đường 2024. Một tràng pháo tay chào đón sắp tới nha các bạn. Xin cảm ơn cô. Chương trình sân khấu học đường giới thiệu về nghệ thuật hát bội đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.